Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News. Và hôm nay là 29 tháng 9, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất về thế giới công nghệ nhé. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới Apple, khi những thông tin trước đây đã cho rằng Apple sẽ không trang bị màn hình tần số 120Hz trên các mẫu iPhone 12. Tuy nhiên, nếu Apple muốn tạo nên sự khác biệt cho iPhone 12 Pro Max so với các mẫu iPhone còn lại trong năm nay, thì có lẽ rằng hãng sẽ mang nhiều công nghệ hơn trên sản phẩm này. Với việc sở hữu cả màn hình OLED 120Hz kèm với camera LiDAR thì iPhone 12 Pro Max sẽ được rất nhiều khách hàng yêu thích. Người dùng sẽ sẵn sàng bỏ ra thêm một khoản tiền để có thể sở hữu cho mình được những công nghệ mới này. Trên thực tế, iPhone 12 Pro Max dự kiến sẽ mang đến doanh số lớn cho Apple, dẫn đến việc hãng có thể xuất xưởng khoảng 80 triệu chiếc trong năm 2020. Gần đây, một video trên kênh Everything Apple Pro cũng đã mang đến một vài thông tin về phần cứng vô cùng thú vị. iPhone 12 Pro Max được hỗ trợ mạng 5G của mmWave có thể cung cấp tốc độ đường truyền chưa từng có. Theo dự đoán của các chuyên gia, có thể màn hình 120Hz sẽ là nâng cấp đáng kể cho người dùng muốn sở hữu chiếc điện thoại này. Nhờ vào màn hình với kích thước lớn đó là 6,7 inch, phiên bản này cũng có dung lượng pin lớn hơn, vì vậy có thể đáp ứng được những nhu cầu về trải nghiệm cũng như đảm bảo được vấn đề về thời lượng pin. Cùng với đó, camera LiDAR sẽ mang đến rất nhiều tính năng đa dạng, đo độ sâu chính xác, trải nghiệm AR nâng cao và chụp ảnh chân dung tốt hơn. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin có liên quan tới Oppo, khi sau một thời gian xuất hiện dưới dạng tin đồn thì mới đây Oppo vừa chính thức ra mắt chiếc smartphone tầm trung mới của hãng có tên là Oppo A33 tại Indonesia. Điểm qua đôi chút về thông số, Oppo A33 sẽ có màn hình đó là TFT LCD với kích thước 6,5 inch, hỗ trợ độ phân giải HD+ với tần số quét 90Hz và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Màn hình này có thể sử dụng kiểu thiết kế đục lỗ để chứa camera selfie với độ phân giải 8MP, sử dụng ống kính với khẩu độ f/2.4. Ở phía mặt sau, Oppo A33 mới ra mắt sẽ có hệ thống bao gồm 3 camera, bao gồm cảm biến chính 13MP, sử dụng ống kính với khẩu độ là f/2.2, cảm biến độ sâu 2MP với ống kính khẩu độ f/2.4, camera macro 2MP, khẩu độ f/2.4. Cảm biến vân tay của chiếc điện thoại này cũng nằm ở phía mặt lưng của máy. Về hiệu năng, Oppo A33 được cung cấp sức mạnh đến từ con chip Snapdragon 460, đi kèm với đó là dung lượng RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, và người dùng chúng ta có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa lên tới 256GB. Các tính năng còn lại của chiếc điện thoại này bao gồm viên pin có dung lượng 5.000 mAh và hoạt động trên nền tảng ColorOS 7.2 dựa trên hệ điều hành Android 10. Điện thoại này có giá tương đương là 3,6 triệu Việt Nam đồng khi ra mắt và người dùng sẽ có hai tùy chọn màu sắc khác nhau, đó là Moonlight Black và Mint Cream. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin có liên quan tới Samsung, khi thương hiệu này đã hoàn tất việc phát hành các model thuộc dòng S20 trong năm nay bằng việc tung ra phiên bản Galaxy S20 FE. Bây giờ là lúc chúng ta quan tâm đến chiếc điện thoại S21 có thể ra mắt vào năm sau. Theo WCCF Tech, Samsung có thể cung cấp cho flagship cho năm 2021 của mình bộ sạc có dung lượng lên tới 65W. Cụ thể, thông tin đến từ Galaxy Club cho thấy rằng bộ sạc mới được chứng nhận có tên là EPTA-865. Cần lưu ý rằng Samsung EPTA-845 là bộ sạc 45W, vì vậy con số 65 trong mã EPTA-865 rất có thể sẽ là công suất của bộ sạc mới trên thiết bị sắp tới của công ty. Dù thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng vẫn là một thông tin rất thú vị về Samsung Galaxy S21. Hiện tại thì hãng điện tử Hàn Quốc vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về sản phẩm này. Tuy nhiên, các Samsung fans vẫn có quyền để mong chờ những thay đổi lớn trên chiếc flagship 2021 của Samsung. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin có liên quan tới Oppo, khi hãng đang chuẩn bị ra mắt một mẫu điện thoại mới thuộc dòng Reno, được đồn đoán với tên gọi là Reno 4F. Hiện tại, Oppo vẫn chưa ấn định thời điểm ra mắt chiếc điện thoại Reno 4F, nhưng nhiều người hâm mộ đã có được poster có chứa thông tin về thời gian mà Reno 4F sẽ trình làng. Theo poster chia sẻ bởi người hâm mộ, Oppo Reno 4F sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 10 tại Indonesia. Oppo cũng đã bắt đầu quảng cáo cho sự kiện ra mắt trên các kênh truyền thông xã hội và YouTube của hãng. Theo thông tin từ poster cho thấy, Reno 4F sẽ có một kiểu thiết kế vô cùng mỏng nhẹ. Phần cạnh viền phía trên bên trái sẽ có một nút điều chỉnh âm lượng và khe cắm thẻ SIM. Do đó, có thể suy luận nút nguồn sẽ nằm ở cạnh phải. Oppo trước đó cũng đã đăng tải một hình ảnh trên Twitter tiết lộ rằng Reno 4F sẽ đi kèm với thiết lập 4 camera phía sau. Oppo cũng đã đăng tải một đoạn video để giới thiệu về Reno 4F trên YouTube của mình. Đoạn video tiết lộ rằng Reno 4F sẽ có thân hình siêu đẹp với độ mỏng chỉ 7,48mm, thiết bị sẽ sử dụng màn hình Super AMOLED. Ngoài ra, Reno 4F còn có hỗ trợ tính năng AI Color Portrait và về cơ bản thì sẽ cho phép người dùng chúng ta có thể dùng chuyển phông nền sang BNW, tức là đen trắng khi mà chúng ta chụp ảnh.
Và là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những thông tin nóng hổi nhất về thế giới công nghệ ngày 29 tháng 9. Còn các bạn thấy thế nào hay các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy nhanh tay để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để ủng hộ thêm cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!